Tôi với mẹ tôi dạy có ai nghĩ một người là U50 còn người còn lại là U30 không? Nhưng mà thực tế là vậy đó nha mọi người. Mà kiểu gì làm khó được hai mẹ con tôi. Ta nói mỗi ngày hai mẹ con đều uống một cái ly nước ép này thì già cỡ nào mà nói. Nước ép cần tây chắc là ai cũng biết là nó sẽ đào thải độc tố khá là tốt rồi ha. Nhưng mà phải công nhận là cái vị nguyên bản của nó khó uống lắm luôn á mọi người. Mà người ta hay nói là muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Nên là để có được cái vẻ đẹp chống chọi với thời gian thì tôi với mẹ đã tìm ra công thức nước ép cần tây khá là dễ uống mà còn đẹp da nữa. Đầu tiên là tôi sẽ ép nước ép cần tây rồi để riêng. Sau đó thì dùng luôn máy ép chậm của Lacy Chef để ép dưới. Dưới thì được cái là giàu chất xơ nên là khi mình kết hợp sẽ tạo ra một cái vị ngọt thơm. Đặc biệt là khi được ép bằng máy ép chậm nên là bao nhiêu tinh tế của quả dưới nó tiết ra khá là thơm luôn á. Mà bình thường khi ép là tôi sẽ đưa thẳng cần tây vào máy luôn chứ không có cắt nhỏ ra. Vậy mà không ngờ cái máy ép chậm chưa tới một củ mà vẫn ép khá là mượt luôn á. Công thức thứ hai sẽ là táo mít với cần tây và cà chua bi. Mặc dù cái vị nó sẽ không ngọt bằng như khi làm mít với dứa nhưng mà bù lại nó sẽ thơm hơn và cũng không có bị hăng mùi cần tây nữa. Mà tôi phải công nhận cái máy ép chậm của nhà Lacy Chef nhỏ mà có giỏ thiệt sự luôn nha. Trời, tôi không có nghĩ là một cái máy chưa tới một củ mà cũng chưa tới 1 kg luôn nhưng mà có thể ép ra một cái ly nước ép chất lượng thực sự luôn á mọi người. Nhìn cái bả rau củ là mọi người thấy nó ép ok cỡ nào rồi ha. Mà cái điểm mà tôi thích nhất là em này chỉ có 3 chi tiết thôi nên là mỗi lần ép xong rồi tôi tranh thủ mang ra vệ sinh liền luôn chứ không có như cái hồi còn dùng máy cũ. Trời, tao nói cồng kềnh quá nên là lúc nào tôi cũng để qua ngày không luôn. Công nhận Tết mà có cái máy ép chậm này đúng là chân ái của tôi luôn á.